Chào các bạn, mình là vua robot Fun đây. Hôm nay mình tiếp tục cái trận chiến nhé. Nó màn là khép ri đạn nổ. Nó con này mà cầm đạn nổ thì nó mạnh kinh khủng. Súng level 7 thôi mà nó bắn nổ rầm rầm luôn. Nó phóng laser mình pin hết chuyện cầm laser rồi một cái nã thôi 500m lấy một cục pháo nhanh gọn lẹ. Lắp đi này mình xài thi công tăng 10% đam nhé, 10% tốc độ đấy, nó sướng luôn. Đạn gần như là vô tận, mà chỉ cần ngừng vài giây thôi là nó đầy ấp đạn mà bạn nã tiếp cái gì vậy. Nó mạnh hơn là súng máy. Các bạn hỏi súng đâu nhiều vậy, thay đổi liên tục, súng mình nhiều lắm, cung cấp cho cả đại đội luôn. Nhưng phải cứ là vào 78 không à, mình không đủ bạc để mình nâng cấp. Nhưng mà làm YouTuber thì mình phải có nhiều súng để cho các bạn nhà, chứ bây giờ nâng lên mà K3 cũng được á, nhưng mà có mấy khẩu xài hoài thì các bạn chán không có vui. Cái răng này là răng chuyên gia thì không cần súng hố lắm, mình có lấy kỹ năng mình bù đắp là được đấy. Vậy thôi là bắn đầu luôn. Và con này cách đi nó lì lắm nha, nó chưa bật liên kết nhưng mà nó đã bị chuẩn bo nó rất là cao rồi, cho nên là giờ bắn nó không xin luôn. Rất khỏe nhé, mới là mà 10 đó đó. Con này lên lên mà K2 nữa, trời ơi nó bá. Mình phải chờ lựa đúng súng, chứ bạn cầm 4 khẩu Magnum thì bạn bắn tới sáng chả chết ai. Mình phải cầm súng máy, đạn nổ, phun độc, đấy những cái đó gây đam cao đó. Tại cái sáp lá cà rồi bạn dí khẩu súng người người nó xả hết băng đạn cho mình. Bạn có thằng đi đâu đơn giản. Mà đơn giản thì không thì không biết, cứ vào cái thử đi. Đấy mà coi chấp vàng cũng chả ngé luôn. Nó có giáp bị phân tâm mà nó có tụt máu nhanh, nhưng mà mình cũng hết máu rồi. Phun độc nhé, phun độc vậy cũng vui lắm. Phun độc thì có nhiều bạn nói phải chơi cái mô đun cắm nhảy cho mình phun độc, mình thấy còn không cần thiết. Vì cái đường đi của độc này nó rất là dẻo, bạn cứ liệt lia theo người thằng đó đó, cứ dí sát cho bắt hết phun độc đó, đi cái dí hết bằng này. Đường đi nó rất là dẻo, sao phải cắm nhảy làm gì? Cái lia mà tốc độ hồi đạn nó 3 giây thôi, tức là đạn gần như vô tận. Cái lia rồi chết mớ đã bay lên nữa, sợ mà con trâu nó đã càng rồi, nó đáng sợ. Mà trong này cho bị mạnh trâu nâng khiên nữa chứ. Đây Arthur, Arthur được khóa là khỏe đó, bắn không suy nghĩ. Mình sẽ lấy lưu cha là mình chơi nó 1k1. Con lưu này bạn phải biết nhảy nhé, nó rất là cần càng. Bạn nhảy không đúng nó cứ mắc kẹt cái tường là bạn thành màu rồi trong nó luôn. Đấy vừa đúng, mình xuống bật thiên rồi sắp đá kè nhả hết bằng này đi người đó. Nó mình phải cái gì nữa, cái nhả hết dùng cái tường tài sản dũng thiên rồi, cần chết rồi. Chỉ cần 4 phát là đúng khiên nhé. Chết. Mà mình cũng gần hết máu. Con này Arthur này cũng khiên cũng dày dữ. Đó lại nhảy. Thế như vậy là đạt chuẩn nhé. Không bị kẹt. Đúng cái mục tiêu mình cần.
luyện tập nhảy mới được. Cái bài nhảy bậy là bà thành màu sống đi, cái đeo lủng lẳng trên bức tường đó, rồi nó nã mình chết thôi. Rồi đây là combo uy lực Gideon Spear hay Lord Arthur. Hay nói combo này lực 350m cũng dễ chơi. Hết kèm đó. Mình không có thích chơi 800m, 100m, bởi vì cái này đang nạp đạn rất lâu. 1500m là nạp đạn hơn 10 giây. Mình không có chờ lâu như vậy được. Mình thích bắn liên tục thôi. Mình sướng. Snip thì snip 600m là ok. 100m bằng xả liên tục. Đó, lũ cha đó tới kiếm mình đó. Mình phải né nha. Khi mà robot của bạn không đủ sức mạnh, mình phải né. Đó, cũng kêu dễ ăn. Bên kia dài phát đi nửa cây. Nó là combo này lực nè. Bên dài phát đi nửa cây. Thì phun súng máy trong trận này thì nó mạnh hơn mình nên không có thắng được mà mình kéo đa được. Đấy, rồi khống chế nó rồi sẽ hết bằng đạn rồi mình thì nhấn một nút thì nhấn luôn rồi nó chấp được cái tan luôn. Ôi trời, tới ăn phụ đủ luôn rồi. Rồi Ares sao lá cà, Ares thì hết đường, Ares thì không biết rồi rồi, thì này là sao lá cà luôn. Nói chung là xả đa thì bạn cứ xả đi các bạn, chứ lại đến đất thì bạn mất cơ hội để mà ăn đa. Chết, cung cà nữa. Đó, bạc xả liền nha, nó núp đó. Cái con này nó thấy Ares và bung càng nó núp ngay. Thôi kết thúc ván rồi. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi Waterbot Fun nhé. Chúc các bạn một ngày thật vui vẻ. Nhớ like, ủng hộ, share và subscribe kênh mình nhé. Còn nhiều điều thú vị đang chờ các bạn lắm. Xin cảm ơn. Thank you.